hãy dành cho bạn và gia đình một chuyến du lịch kỳ thú tại đất nước Myanmar, Miến Điện trong 11 ngày đêm, từ ngày 8 tháng 10 cho tới 18 tháng 10 năm 2016. Cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu, hãy để cho V Explore Tours giúp bạn hoàn thành chuyến du lịch này. Xin gọi 1-866-501-7477. V Explore Tours, your vacation, your exploration. Wow, bao nhiêu không? Dạ. Đây là cái ngôi chợ có cái tên là Nha Ung và tên mật ngôi làng và nằm kế bên cái cố đô Ba Gành ngày xưa. Mặc dù nó là đơn sơ thôi nhưng mà nói lên cái truyền thống và lâu đời, bao đời nó vẫn như vậy. Để hồi tưởng lại ngày xưa nó bán đồ, cung cấp đồ cho hoàng thành, cho dân kinh đô, nhưng mà bây giờ thì nó là như vậy và bây giờ nó cũng là như vậy. Wow. Nó có từ bao lâu rồi? Dạ, nó kinh đô Ba Ganh thì bắt đầu từ thế kỷ thứ 9 cho tới thế kỷ thứ 13. Nhưng mà cái thời huy hoàng rực rỡ nó từ thế kỷ 11 đến 13, trong vòng 200 năm. Là cái ngôi chợ này có từ thời đó tới bây giờ? Ngôi chợ có từ thời đó. Nhưng mà hồi xưa đâu phải được như vậy phải không? Dạ, hồi xưa nó sạch đàn lấy thân dĩ nhiên. Vậy mình vô coi nha. Dạ. Đi. Các bạn theo Việt Thảo đi xem một ngôi chợ đã có từ thế kỷ thứ 9. Đây là ngôi chợ làng quê nha. Để mình vô mình coi trong đó cái sinh hoạt như thế nào. Nó có cái gì độc đáo? Nó có giống Việt Nam mình không? Hay nó như thế nào không biết, mình đi vô coi thử nhé. Lá trầu. Trầu đi. Yeah. No. Hay không? Đây lá trầu của Miến Điện rất lớn nha. Và đặc biệt người dân Miến Điện từ nhỏ tới lớn là phần lớn đều ăn trầu cả. Nó trở thành như là một cái phong tục tập quán vậy. Nha, không phải dân địa Úc Thú không mà ăn trầu. Và ngày xưa đó ăn trầu là phun khắp nơi nha. Bây giờ là hạn chế rất nhiều rồi. Nhưng mà cái phong tục hay là cái tập quán, cái thói quen ăn trầu vẫn còn giữ tới ngày hôm nay. Yeah. Thank you. Trầu bán khắp nơi hết. Dạ. Có cao luôn nè.
Dạ. Wow. I like this. Oh, mình ăn chú này phải không? Ăn chú này. Cái chú nào được ha? Can we eat this one? Yes. How about this one? Which one is good? This one is also, we call it rakhani hapyo. Different types. Uh-huh. This is better, right? Yes. Different taste. It is a little bit sour taste. Uh-huh. How about sweet this? Sweet and sour. This is sweet. Oh, I like this one. Okay. Can I buy one? Uh-huh. 1,000? Yep. The whole thing. 1,000. It's okay. Một cái nải chuối như vậy đó là 1,000 tiền miếng điện. Mà 1,000 tiền miếng điện chảy ra là khoảng bao nhiêu? Chưa tới $1. Chưa tới $1 nha. Rất rẻ luôn. Đây là chuối ngọt. Thực ra mà nói đó là khi mình đi những cái ngôi chợ này cũng có nhiều thức ăn để mình mua ăn liền lắm. Nhưng mà tại vì vấn đề theo nhiều người cho rằng vệ sinh thôi, thì mình không có muốn ăn mà thức ăn mà nó có bụi bặm thì mình ăn những cái thức ăn mà không thể nào bụi bặm tới được, là thí dụ như trái chuối như thế này nhé. Mình có thể mua ăn tại vì nó nằm trong cái vỏ. Không, ăn không. Ê, vô lại tiếp. Why not? Để coi cái trái chuối. Chuối này mình kêu bằng chuối gì? Chuối gì? Nó không giống như trái chuối sim Việt Nam mình nha. Nó không giống như trái chuối sim Việt Nam mình. Wow, cái da nó dày lắm. Giống như chuối bột. Giống như chuối bột Việt Nam thôi. Nhưng mà nó ngọt. Ăn này là chắc bạn nhất rồi. Tại vì nó nằm trong cái vỏ. Cái này đâu có chết thuốc được phải không? Ừ. 1,000. 1,000 tiền miếng điện. It's $1, right? They have $1 here. No. 1,000 là $1. Is it okay? No. Why? Oh. Tiền rách không chịu nha. Phải tiền mới nha. Tiền mới. Okay. How about $5? No? You are mala. Hello. They don't like it. Mara, you mala. Tôi mà vụ tôi bất ngờ sau đây là một số hoa viên lắm khảo mà là sau đây là một cái lực phòng là người dạy chèn à. Ok. How about this one? The new one? It's ok? Ok, thank you. Give me. Ok. So you won 1,000, right? 1,000. 1,000. Here, we got 1,000. Is that okay? Yes. Đó. Các bạn thấy không? Đối với tiền của miếng điện, Myanmar currency, thì cái tiền cũ, tiền nhân, tiền xếp đều nhận được cả. Nhé. She said it. Yep. Jesuba. Thank you. Nhưng mà riêng tiền Mỹ nha, đặc biệt ở Myanmar, nếu bạn xài tiền ngoại quốc, gọi là foreign currency, thì chỉ nhận tiền dollar, USD, US dollars, or Europe, tiền của Âu Châu, nó gọi là euro nha. Còn tiền nước khác, thí dụ như tiền của Canada, vẫn không nhận, chưa.
Tại vì Miến Điện còn đang mới cởi mở thôi, chỉ accept, chỉ chấp nhận được một số tiền của một số nước. Nhưng mà đặc biệt như các bạn thấy, 5 đô la này có thể nhận được tại vì nó là tiền mới và nó nằm thẳng. Đây là tiền 5 đô la khác cũng mới, nhưng mà không nhận là tại vì nó đã gấp lại rồi. Đối với người Myanmar, đối với đất nước Myanmar, tiền dù mới nhưng mà xếp lại có cái nếp này không chấp nhận xài. Các bạn ơi, khi đến với Myanmar các bạn nhớ chuẩn bị, nếu các bạn muốn xài tiền Mỹ nha, thì nên đổi ra trước. Đổi ra tờ 10 đồng, 20 hay là 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng. Nhưng nhớ là tiền mới và đừng bao giờ xếp tiền lại, phải để cho nó thẳng thì mới chấp nhận được. Còn nếu các bạn muốn xài tiền Myanmar thì nên lấy tiền 100 đô la, nhưng mà phải tiền mới và không được sắp, thì sang Myanmar mình đổi đó, cái hối suất nó cao hơn nha. Tiền lớn bao giờ cũng vậy, nước nào cũng vậy, đổi nó nhiều hơn là tiền nhỏ. Còn nếu các bạn muốn xài tip 1 đồng, 2 đồng mà tiền Mỹ, không cần phải đổi qua tiền Myanmar mất công cầm nhiều, thì cứ việc xài tiền Mỹ, nhưng mà nhớ một điều là tiền mới và phẳng phiêu. Cho nên đừng bao giờ cuốn lại nha. Cuốn lại gì được nha, cuốn lại gì nó không gãy thì được, nhưng đừng bao giờ xếp cái tờ giấy lại, người ta không nhận. Đây là tờ 20 đô la đã có nếp nhăn rồi nè, vẫn không chấp nhận được. Nhắc lại nhớ nha, tiền Mỹ được, tiền Euro được, nhưng phải là phẳng, thẳng, mới, không được xếp thành có nếp nhăn, không chấp nhận. Alright, thank you. Where's it? Yeah. You want to eat? Get it to you. Yeah. Just eat one. Tell her, eat one. Take one. Ask her, eat it. Yeah, go ahead. Yeah. Please. Tell her, eat it. Chê-su-ba tiếng Myanmar có nghĩa là cảm ơn. Thú vị quá các bạn. Đến với ngôi chợ làng quê ở đây. Cái ngôi chợ này nó đã có từ thế kỷ thứ 9 nha. Thì khi mà cái vương quốc được thành lập, cái palace, cái hoàng cung được thành lập ở nơi đây, thì ngay kế bên hoàng cung nó là một cái làng nha nhục. Thì ở ngôi làng đó phải có cái ngôi chợ cho dân làng đến để buôn bán làm ăn sinh sống với nhau. Đây chính là cái nơi ngôi chợ đó đã có từ thế kỷ thứ 9 đến ngày nay. Ở trong đây dần dà theo thời gian, theo sự tiến bộ, nó phát triển, có mái, có lợp, có che. Và thực phẩm không phải riêng như hồi xưa nữa mà có thể du nhập từ nước ngoài vào. Cho nên hàng hóa càng ngày càng phong phú hơn. Đương nhiên đây không phải ngôi chợ chánh của Bagan, nhưng mà nó là một cái nơi chánh để người ta đến để tìm những cái hàng hóa thực phẩm traditional rất là có tính cách như là địa phương, có tính cách như là truyền thống. Dạ, cái thực phẩm hay là hàng hóa truyền thống của người dân Myanmar và đặc biệt tại cái ngôi làng Nha Dung này. Ok, khi các bạn đến nhớ nha, đi qua nhiều lắm, đủ loại hết. Mình nhìn có cảm giác như vào ngôi chợ Việt Nam hồi xưa, nhưng có một điều đó nha, ở Việt Nam mình không có cái ngôi chợ dài mà lớn giống như gì chợ làng á. Thường thường mình vô cái nhà lồng nha, họp lại xong, hoặc ở làng mình trải chiếu trải đồ ra bán, hoặc có đi chăng nữa chỉ là một số sạp, một vài trăm. Nhưng mà thật sự mà dài như ở đây chưa có nha. Nên đến đi xem cho biết ngôi chợ Nha Nhu, ngôi chợ làng quê ở tại Bạc.
Bagan này, chúng ta sẽ tham quan một số cái ngôi đền chùa rất tiêu biểu được xây dựng bởi cái vương triều Bagan. Ok, good. Còn ở đây là đọc. À, đây là cái ngôi đền Sijogon đã được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 12 sau một cái kỷ niệm gần chiến thắng, thì nhà vua cho xây cái đền này, hay tạm gọi là cái đền kỷ tưởng niệm chiến thắng. Wow, như vậy nha. Đến với Bagan, cái ngôi đền đầu tiên chúng ta thăm viếng coi như là ngôi đền chiến thắng, một trong những di tích lịch sử có từ thế kỷ thứ 12 nha các bạn. Lịch sử thì đây được xem là cái nơi mà người ta hành hương, đối với người dân Miến Điện người ta đến đây hành hương. Tùy một cái tỉnh nó có một cái địa điểm hành hương, thì ở Bagan này, cái đền Sijogon này là cái nơi mà hành hương. Vào cái thời đại Bagan có nhiều cái tôn giáo khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau, và cái vị vua đó đã quyết định là thống nhất các cái ngôn ngữ cũng như là một cái đạo, coi như chọn là một thôi. Thì chọn tôn giáo nào để làm quốc gia? Chọn cái Phật giáo Tiểu Thừa để làm quốc giáo, cũng như là một cái độc nhất một cái ngôn ngữ là ngôn ngữ Miến Điện đến ngày hôm nay. Và sau cái sự kiện thống nhất đó thì nhà vua quyết định cho xây cái bảo tháp này. Và cái bảo tháp này vào năm 1975 nó bị trận động đất làm hư hại phần nhiều phần lớn. Và cho đến năm 90 thì dưới cái chế thể chế quân đội đó, người ta cho sửa sang lại, tu bổ lại. Và dĩ nhiên cái thời kỳ người ta xây cái tháp này chỉ có một mà thôi, để rồi cái thời gian sau đó người ta xây thêm những bảo tháp, nhưng bây giờ này. Good. Người dân Miến Điện rất tự hào về hơn 2.000 bảo tháp ở tại Bagan. Nơi đây là vương triều Bagan có từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13. Lúc đó, ngôn ngữ nhiều tiếng nói khác nhau, tôn giáo nhiều tôn giáo khác nhau. Và một trong những vị vua của vương triều Bagan thời bấy giờ vào thế kỷ thứ 11 đã thống nhất ngôn ngữ và thống nhất tôn giáo, chọn Miến ngữ là quốc giáo và chọn Phật giáo Tiểu Thừa làm quốc giáo. Ngày hôm nay, chúng ta đến đây để chiêm ngưỡng một trong những kỳ tích của thời đại cổ xưa của Miến Điện ở tại Bagan này, và để nhớ lại cái thời vàng son khi chọn quốc ngữ là một, quốc giáo là một, đó là tiếng Miến Điện và Phật giáo Tiểu Thừa. Đây là cái tháp Tha Binh Du, một cái tháp cao nhất ở trong trên 2.000 ngôi tháp tồn tại ở Bagan này. Cao nhất là cái kiến trúc nó cao nhất hay là nó ở trên cái địa điểm cao nhất? Không, nó cao nhất. Nó chiều cao nó từ mặt đất đến cao trên là trên 200 feet. Wow. Cao nhất ở trong toàn bộ các ngôi tháp ở đây. Thank you.
Vậy thì mình đã xem được cái bảo tháp cao nhất ở tại trong hơn 2.000 bảo tháp tại Ba Gành. Như vậy thì cái nào đẹp nhất? Cái tháp Ananda đẹp nhất. Ok, mình lại chỗ đó. Ê, đây là cái ngôi đền đẹp nhất trong hơn 2.000 ngôi đền tại Ba Gành nha. Nhìn bên ngoài là thấy đẹp lộng lẫy liền, khác hẳn các ngôi đền khác liền, phải không? Dạ đúng rồi. Và nó đẹp sẽ rất đẹp bởi vì cái kiến trúc rất là tiêu biểu khác những cái ngôi đền khác, bởi vì nó ảnh hưởng cái mang cái kiến trúc Ấn Độ. Nếu mà không có những ngôi tượng Phật trong đó, người ta vào ta sẽ nhìn thấy người ta nói là cái ngôi đền của Ấn Độ dạo ngày. Yeah, cho nên các bạn nếu đến Ba Gành, đi đến thăm viếng các ngôi đền, phải vào cho bằng được ngôi đền này để xem một trong những ngôi đền đẹp nhất ở đây và kiến trúc như thế nào, cấu trúc như thế nào. Còn nếu không, như anh Hậu nói là mình tại người ta tưởng ngôi đền của Ấn Độ giáo. Yeah, đi, let's go.
thể nói trong nội thất của các bảo tháp đều tương tự giống như nhau cả. Cũng có những tượng Phật, những chỗ để người ta thờ phượng, thờ cúng. Có một điều, câu hỏi được đặt ra, tại sao ở vùng Bagan này lại có hơn 2.000 bảo tháp lớn, nhỏ, khác nhau, kích thước, cao, thấp mà nằm chen chúc với nhau? Điều đó, theo dự đoán của Việt Thảo thôi, có thể là vào triều đại Bagan người ta rất là giàu có, cho nên khi người có tiền, người ta muốn xây dựng những cái bảo tháp như là cái hạnh phúc trong tương lai cho cái kiếp sau của họ. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều bảo tháp tập trung lại trong cái vùng Bagan này. Thăm rất nhiều bảo tháp rồi, có lẽ chúng ta đi thăm một cái nơi mà các bạn nghĩ rằng nó sẽ không thuộc tôn giáo thì như vậy mới thoát ra khỏi những cái bảo tháp, phải không nào? Không, cái chỗ này mặc dầu không phải là bảo tháp, một cái chỗ làm đồ sứ nhá, sơn mài, nhưng nó cũng lại liên quan tôn giáo, tại vì hầu hết những cái sản phẩm làm ra đều có ảnh hưởng rất lớn đến với tôn giáo, về hình tượng Phật cũng như những tranh liên quan tới Phật. Dạ, mời các bạn. Có thể nói đến với Myanmar, hầu như du khách thăm viếng phần lớn là các đền đài khắp nơi. Và riêng tại Bagan này có hơn 2.000 cái đền, không thể nào đi nổi trong vòng một tháng nữa nha. Nhưng mà chúng ta có thể đi được những cái đền đài tiêu biểu cao nhất, đẹp nhất, lớn nhất ở Bagan này. Trong cái thời gian lắng động, chúng ta có thể dành một phần nào để đi thăm viếng một trong những cơ sở làm về sơn mài của người Miến Điện, là cơ sở duy nhất nha, độc nhất nha, có lâu đời nhất và độc đáo nhất của Myanmar mà ở tại Bagan này. Và cái cơ sở này đã có từ thế kỷ thứ 11 thời Vương quốc Bagan cho tới ngày hôm nay nha. Chủ có thể thay đổi, người có thể thay đổi, nhưng mà cái technique, cái phương pháp, cái kỹ thuật làm sơn mài từ hồi xưa đến bây giờ giống hệt như nhau. Ở nơi đây, nghe nói sơn mài thì Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái sơn mài, phải không? Dạ, nhưng mà cái sơn mài ở đây không phải giống như Việt Nam mình nha. Phần lớn là phục vụ cho Vương quốc, cho Vương triều, cho cái tôn giáo, cho Phật giáo. Các bạn cùng với Việt Thảo, anh Hậu và Neo, chúng ta đi thăm cái cơ sở làm sơn mài ở tại Bagan này. Dạ. Không, khi nhìn như vậy mình đâu có biết được bên trong là tre đâu nè. Hả? Thiệt là hay. Có thể nói người làm những cái sơn mài này còn rất trẻ. Nếu nói rằng cái Century 11
11th century, tức là cái thế kỷ thứ 11, chúng ta đã khởi đầu cho cái sơn mài ở tại Bagan này. Thì nghe nó cổ, nghe nó xưa, giống như chỉ có những người già, những ông cụ, bà cả có thể làm được. Nhưng mà không phải, đây là những người trẻ, tuổi đáng con cháu của chúng ta. Nhưng mà cái nghề được truyền lại từ người này sang người khác, và đây là cái nghề cổ truyền nha, làm theo phương pháp cổ truyền của Miến Điện trong cái vấn đề thực hiện những cái tranh hay những cái đồ vật mà có sơn mài. Đáng cho chúng ta đến để xem khi có dịp đến với Minh mà, và đặc biệt đến với Bagan. Đây là cái phương tiện taxi ở Bagan để chúng ta đi thăm viếng các ngôi đền. Hơn 2.000 ngôi đền nghe, đi cho giáp nghe. Sốc hàng chưa? Nhỏ nhỏ ha. Này mới trùng tu. Hả? Cái gạch mới trùng tu. Chứ hồi xưa bây giờ là nó ố. Yeah, you can see everywhere. Yeah. A lot. So many pagodas and temples. But 1975 the earthquake, the falling down, broken the temple and pagoda. Yes. All. The last 30 years, military government. Hey. Bây giờ mình dùng cái phương tiện taxi để đi thăm 2.000 ngôi đền tại Bagan. Hồi xưa toàn khu vực này đó là dân chúng ở chung với tất cả các bảo tháp. Nhưng mà năm 1988 cho đến năm 1989 thì chính phủ đã dời tất cả dân cư ở đây ra ngoài hết, để cho cái khu đền này bảo vệ được sự thiêng liêng và yên tĩnh của nó. Cho nên không có cho dân cư ở chung. Các bạn ngồi trên những cái chiếc xe ngựa như thế này, đi trên con đường mà chung quanh là những cái bảo tháp, cái cảm giác hơn 2.000 bảo tháp của thời đại hoàng kim của cái triều đại Bagan, mình mới có cái cảm xúc mãnh liệt. Nó không phải đi bộ nha, không phải đi bằng xe hơi, mà ngồi trên xe ngựa thì tưởng tượng cái thời hoàng kim của Bagan cỡ nào. Chính những cái bảo tháp cổ xưa đã tạo cho mình cái cảm xúc đó. Không phải đi du lịch, đến với những cái nơi có đầy đủ phương tiện vật chất, tiện nghi trong đời sống mới là đi du lịch. Đây mới thực sự là có một lối du lịch để hoài cổ, để tìm về những cái nền văn minh cổ đại của loài người. Mà trong đó Myanmar là một trong đất nước văn minh thời xưa. Hãy tìm những cảm giác như Việt Thảo hiện giờ nghe các bạn.
Đây là cái ngôi đền được coi như là cao đứng hàng thứ nhì ở tại khu vực Bagan này. Và không phải ngôi đền nào người ta cũng có thể vào để lên trên cái đỉnh cao chỗ gần chỗ cây dù được. Nhưng riêng ngôi đền này mình có thể vào trong và lên đỉnh cao. Và từ nơi đây du khách có thể xem được mặt trời lặn ở tại cái vùng Bagan này. Vô đây rồi mới cái cảm giác yên tĩnh, đúng là thanh tịnh và không khí mát mẻ so với cái sự nóng bức bên ngoài, làm cho con người ta cảm thấy trùng xuống. Thí dụ bên ngoài chúng ta có thể nóng bực, giận hay là khó chịu, nhưng mà khi vào đây rồi, cái sự yên tĩnh và mát mẻ của nó làm cho con người mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Hãy đến đây, hãy đến với những ngôi đền ở tại Bagan. Hãy đến với niềm tin tôn giáo của Miến Điện như là một thánh địa để cho các Phật tử có thể hành hương được. Hãy dành cho bạn và gia đình bạn một chuyến du lịch kỳ thú để tìm đến những dấu tâm Phật tại những vùng thánh địa của đất nước Myanmar, Miến Điện. Chỉ trong vòng 11 ngày đêm,
từ ngày 8 cho tới ngày 18 tháng 10 của năm 2016. Các bạn sẽ được thăm viếng những ngôi đền, những bảo tháp, những ngôi chùa với những dấu tích mang tính linh thiêng cổ xưa nhất từ hơn 2.500 năm trước. Được biểu tượng như là dấu tâm Phật tại một đất nước mà nền Phật giáo phát triển mạnh nhất trên thế giới. Cho dù bạn đang ở Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam hay bất cứ nơi nào, hãy để cho VExplore Tours giúp thực hiện những chuyến du lịch và những khám phá không thể bỏ qua trong cuộc đời của bạn. Once of a lifetime. Xin gọi ngay cho VExplore Tours 1-866-501-7477 để tham dự chuyến du lịch đầu tiên trong năm nay ở Myanmar, Miến Điện. VExplore Tours, your vacations, your exploration.